Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và dự án luật thanh tra sửa đổi. Sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ tư mới đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp. Trao ý kiến về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành trung ương đều bày tỏ thống nhất với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban xã hội về các quy định liên quan tới Hội đồng Y khoa Quốc gia và phân cấp chuyên môn khám chữa bệnh. Liên quan đến các quy định về cơ chế tự chủ và tài chính của cơ sở khám chữa bệnh, các ý kiến cho rằng nên luật hóa những vấn đề mang tính nguyên tắc tại Nghị định 60 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 85 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Một số ý kiến đề nghị cần xây dựng một luật về các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới nhằm tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng đối với hoạt động tự chủ và tài chính tại cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc chỉnh lý dự án luật theo hướng không quy định thành lập cơ quan thanh tra tại các đơn vị thuộc tổng cục được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương để hạn chế phát sinh đầu mối tổ chức mới. Trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý, Chính phủ xem xét giao các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định. Về kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra, các ý kiến đề nghị chỉnh lý theo hướng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về tỷ lệ trích và nguyên tắc quản lý sử dụng khoản kinh phí này. Hôm nay, đoàn kiểm tra năm 40 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí cho rằng cùng với việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quan tâm đến vấn đề an sinh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc gia đình người có công, phát triển văn hóa xã hội, nhất là trong phục hồi về hoạt động du lịch, phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và hành động một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đẩy mạnh hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các đề án và tiếp tục phòng chống dịch bệnh.